Xin chào tất cả các bạn. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn biến chiếc điện thoại smartphone của mình thành một cái chiếc TV. Mình có thể thêm tất cả các đài trên điện thoại giống như xem trên chiếc TV. Ngoài ra thì mình có thể xem những cái bộ phim yêu thích trên cái app này. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ tải một cái app của bên Viettel để chúng ta về chúng ta xem truyền hình trên cái TV của chúng ta, trên cái điện thoại smartphone của chúng ta. Thì đầu tiên thì chúng ta phải TV chúng ta điện thoại chúng ta phải kết nối được mạng ha. Chúng ta có thể sử dụng 3G hoặc là chúng ta sử dụng Wi-Fi. Ở đây mình đang kết nối với cái Wi-Fi ha. Đầu tiên các bạn sẽ vào CH Play. Đối với trên App Store trên hệ điều hành iOS đó thì chúng ta sẽ vào App Store ha. Còn đối với thì hiện tại mình đang sử dụng hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ vào CH Play, rồi sau đó chúng ta sẽ bấm là TV360 ha, app TV360. Ở đây chúng ta sẽ ra cái giao diện của cái app là như thế này ha. TV360. Chúng ta sẽ bấm vào phần cài đặt. Thì quá trình này nó sẽ diễn ra thì phụ thuộc vào tốc độ của Wi-Fi hoặc là tốc độ của 4G ha. Cài đặt rất là nhanh. Có 62,48 MB thôi. 42 MB thôi. Rồi sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ mở nó lên ha. Sau khi cài đặt xong chúng ta sẽ mở nó lên. Đây là cái giao diện đầu tiên khi chúng ta mở cái app TV 360 của bên Viettel á, thì nó sẽ ra như thế này. Chúng ta thấy đây rất là nhiều các đài truyền hình nè. Nè, truyền hình thì chúng ta có rất là nhiều các đài ha. Đây chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta muốn xem đài nào chúng ta xem. Đây các cái từ HTV1, V2, V3, V7, V9. Các cái đài. Đây là các kênh của đài VTC, thì chúng ta muốn xem cái đài nào đó thì chúng ta sẽ bấm vào đó chúng ta xem thôi. Một số kênh của VTC, 4 đài của Vĩnh Long. Như rồi đây là các kênh địa phương Hà Nội, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau. Đây là tất cả các đài địa phương của chúng ta đều có trong app này hết. Thì cái chương trình này nó hoàn toàn miễn phí ha. Cái app này nó hoàn toàn miễn phí. Chúng ta trở ra trang chủ. Bây giờ chúng ta sẽ các bạn khi tải app này về sẽ giúp tưởng một phần thực hiện như sau. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần cái tài khoản nè, cái hình biểu tượng người phía trên nè. Ta bấm vào đây nha. Rồi chúng ta sẽ bấm vào phần lan tỏa TV360. Ở đây thì chúng ta bấm vào mình sẽ thực hiện lại cho các bạn ta theo dõi ha. Chúng ta sẽ bấm vào cái tài khoản nè, đó, được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào là lan tỏa TV360. Ở đây là do lần đầu tiên chúng ta cài đặt nên chúng ta cần phải tạo một cái tài khoản. Chúng ta sẽ tạo tài khoản thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại. Cái số điện thoại này là số điện thoại chúng ta đang ở trên cái điện thoại chúng ta đang xài ha. Chúng ta sẽ nhập vô. Đòi hỏi chúng ta phải có cái mã OTP, chúng ta sẽ nhập mã OTP vào. Đây là 9938. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái mật khẩu nha. Chúng ta sẽ tạo một cái mật khẩu nhất định, chữ số gì đó chúng ta sẽ nhập vào ha. Tạo cái mật khẩu. Rồi chúng ta sẽ nhập lại mật khẩu. Rồi chúng ta bấm hoàn thành nha. Rồi thì nó sẽ ra như thế này. Thì chúng ta sẽ ra như thế này. Rồi các bạn sẽ ở cái phần số điện thoại, ở phần số điện thoại user giới thiệu nè, ở phần số điện thoại user giới thiệu á, thì các bạn sẽ nhập dùm giúp tưởng, đó là cái tài khoản, đó là tưởng DC gạch dưới CMU gạch dưới HKD ha. Các bạn lưu ý là khi chúng ta sẽ
Số điện thoại và user giới thiệu á, thì các bạn nhớ nhập những cái dòng này vô cho Tưởng ha. Nó hoàn toàn miễn phí đối với các bạn nha, nó hoàn toàn miễn phí với các bạn, nhưng mà các bạn nhập cái dòng chữ này vô, dòng chữ này mình sẽ để ở dưới cái phần miêu tả đó, thì các bạn sẽ nhập cái dòng này vô, đó là Tưởng DC viết liền không dấu ha, gạch dưới chấm cm, gạch dưới CMU, gạch dưới HKD, rồi sau đó chúng ta sẽ bấm xác nhận ha. Chúng ta bấm xác nhận rồi sau đó chúng ta bấm đồng ý cái là được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua qua cái phần giao diện chính nè. Chúng ta sẽ chuyển qua phần giao diện chính. Đây là các cái giao diện của cái TV360. Chúng ta sẽ hồi nãy là mình đã hướng dẫn về cái phần truyền hình rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ qua phần phim nè. Phần phim thì ở đây nó có rất là nhiều phim để chúng ta xem nè, ví dụ như Hoàng Trăng Hoàng Chuyện nè, chưa Những Bà Mẹ Ngoan nè, Những Bà Mẹ Ngoan 2 nè, Kim Kim Rùi nè. Chúng ta muốn xem phim nào thì chúng ta bấm vào đó chúng ta xem, chẳng hạn như đây chúng ta sẽ bấm vào phim Chim Chim Rùi ha. Đó. Rồi chúng ta xem thôi, chúng ta mở rộng ra chúng ta xem thôi. Và là lưu ý là cái chương trình này hoàn toàn miễn phí à. Nếu mà chúng ta chương trình này hoàn toàn miễn phí, còn đây tương tự một kho phim rất là nhiều. Chúng ta tha hồ chúng ta xem luôn ha, chúng ta tha hồ chúng ta xem luôn. Lưu ý khi chúng ta xài sử dụng cái app này á, thì hồi nãy Tưởng có lưu ý là chúng ta phải nhập cái tên đó là Tưởng DC gạch ngang CMU gạch ngang HKD á, thì đối với cái chúng ta sẽ làm thêm một công việc nữa, đó là chúng ta sẽ tắt cái wifi ha, chúng ta sẽ tắt cái wifi mà chúng ta sẽ mở cái dữ liệu di động lên, và chúng ta sẽ xem phim dùm Tưởng khoảng 5 phút, khoảng 5 phút thôi, chúng ta sẽ xem phim khoảng 5 phút, tức là chúng ta sẽ bật dữ liệu di động, chúng ta xem phim khoảng 5 phút. Những bộ phim này chúng ta có thể xem thoải mái ha. Và lưu ý là cái chương trình của nó là hoàn toàn miễn phí. Chúng ta Joey, khi đầu anh không dính đến ma túy, vài tháng trước anh đã cho tôi ít tiền. Rất là nhiều phim nha, rất là nhiều phim. Một cái kho phim. Rồi. Nếu mà chúng ta không coi phim, chúng ta có thể xem các cái video. Video đây, chẳng hạn như một cái video, một cái chương trình Mẹ Vắng Nhà, Ba Là Siêu Nhân, phần giới thiệu phim ha, rất là nhiều ha, một số cái chương trình đó trên đây, chúng ta tha hồ chúng ta xem ha. Ngoài ra chúng ta có thể xem một cái chúng ta có thể đây chương trình của thiếu nhi, đây chương trình của thiếu nhi là cái chương trình về phim hoạt hình, hoặc là chúng ta muốn xem tin tức thì đây là cái phần tin tức thời sự ha, thể thao tương tự như vậy, thể thao nó chia rất là nhiều nhiều mảng, chúng ta thích mảng nào thì chúng ta xem đó. Thì lưu ý là cái này chương trình này hoàn toàn miễn phí ha, chương trình này hoàn toàn miễn phí. Đây một số cái phim của HBO, một số phim HBO, một kho phim chúng ta xem thoải mái ha. Vừa rồi thì Tưởng đã giới thiệu cho chúng ta cái app TV360 ha. Đây app TV360, đây app TV360 thì trong đây chúng ta có thể xem phim nè, xem đài nè, đúng không? Chúng ta có thể xem đài nè, xem thời sự nè. Rồi chúng ta phải xem phim nè, các cái chương trình thể thao, các cái chương trình thiếu nhi giải trí tổng hợp nhân dân rất là nhiều. Và lưu ý là một điều cuối cùng đó là đây là chương trình này hoàn toàn là miễn phí ha, một cái app hoàn toàn miễn phí, chúng ta có thể biến cái tivi, cái điện thoại chúng ta trở thành một cái tivi, cả cái thế giới giải trí ở trong tầm tay chúng ta. Thì luôn một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip hôm nay, và xin các bạn khi chúng ta cài app TV360 á, thì chúng ta nhớ vào cái phần lan tỏa ha, lan tỏa TV360 và nhập cái
nhập cái dòng là tưởng DC gạch ngang gạch dưới chấm CMU gạch dưới chấm HKD dùm tưởng và sử dụng nó mạng chúng ta sử dụng dữ liệu 4G là 3G chúng ta sử dụng khoảng 5 phút dùm tưởng thì chúng ta sẽ biến cái tivi cái điện thoại chúng ta trở thành một cái tivi ha với rất nhiều là các chương trình cái phim rất là hay. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hôm nay. Thì những bạn nào lần đầu tiên đến kênh của Chí Tưởng thì xin cho Chí Tưởng một like, một đăng ký để nhận được những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.